Chào mọi người nha. Thì hôm nay mình đã nói rồi, mình ghét nhất là bộ túc đi Vũng Tàu vào chủ nhật. Nhưng mà được con cái hôm nay mình đang kèm cho một bạn lý do bỏ bê bạn đó nhiều quá, giờ bắt buộc phải kèm đó, mà chị cũng tranh thủ về, mà cũng về cũng kẹt. Thì mình sẽ chỉ cho kinh nghiệm cho các bạn đi ở trên quốc lộ 51 này. Khi về kẹt thì các bạn thường thường các bạn nếu tài cứng các bạn hay chen vô đây đi chung xe máy đúng không, nên mình thường thường mình dạy theo đúng lực, mình cứ đi ở làn này. Lý do tại sao mình không đi làn giữa, đi làn kia, mình đi làn này. Cái làn này nó được cái hay ho cái nữa, khi các bạn đi kẹt xe nhiều các bạn đi làn này. Rồi anh nào mà nóng tính võ công cao không, chịu đựng không được thì ảnh sẽ lấy vô trong, ảnh đi chung xe máy thì mình được chích lên cái, được chích lên cái, được chích lên cái. Đó, có nhiều đó đó, thấy không, nóng tính võ công cao là cái vô trong đó đó. Vậy thôi là mình sẽ đi chân chu hơn, còn cái làn kia thì nhiều khi để cái lên để quẹo trái đó, rồi xong cái đâm vô trong ha. Thì mình theo kinh nghiệm thì mình cứ đi làn này ở trong cùng này, nhưng mà không phải trong cùng trong xe máy nha mọi người ơi. À, thì tùy theo mọi người thôi, có những cái kinh nghiệm truyền đạt, còn nhanh nhất là chỉ có vô đó thôi, mà mình không có hướng dẫn đi vô đó nha. À, với làng trong kẹt ở trên cao tốc cũng vậy, làng khẩn cấp cũng không vô, mình không bao giờ cho vô, mình cứ đây. Thì lúc trước tôi lái thì tôi vô thôi, chứ giờ tôi không cho học viên vô. Rồi, ơi mới đến đây mà nó kẹt nó đông vậy, giờ đông vui lắm nha. Quá trời xe luôn. Thì các bạn thấy không, rõ ràng là khi mình đã nói là thứ bảy chủ nhật, thứ bảy thì còn qua mai được chút xíu, tại chủ nhật người ta đổ về thành phố để chuẩn bị, người ta thứ hai người ta đi làm, thì bắt buộc vừa khách du lịch và vừa dân địa phương ở dưới tỉnh Bà Rịa là các bạn về quê chơi xong các bạn sẽ di chuyển lên thành phố, thì vô tình là nó dồn lại rồi, cái gì nổ đây, bánh xe hay cái gì nổ cái đùng rồi. Em sẵn tay em dặn cái nút đèn hồi nãy thầy chỉ á, dặn lên một nút thôi đúng, cái đó gọi là đèn mở, đèn sương mù. Trời đã trời tối rồi, một chút xíu mưa lớn nữa mình sẽ có phương án mở đèn thêm, còn mưa lớn nữa có phương án. Thì cái bài đó là gọi bài là đi trời mưa đó, mình đã hướng dẫn rồi. Rồi anh nào cái nóng tính võ công cao thì cứ vô làng trong với xe máy, mình đây là mình cứ đi làng này. Biết sao bạn không? Nhường cho xe máy đi, lỡ thí dụ lỡ đi xe máy nó qua quẹt với các bạn luôn á, mình đây mình chỉ luôn cho các bạn xe máy, các bạn lỡ qua quẹt xe máy có đụng vô đít xe xe đó luôn, các bạn nói lỗi này làng của tôi đi, mà anh ai cho anh vô trong đây, tôi đụng anh à? Anh kêu tôi đền đi đúng không, rõ ràng không. Nên nên vô đó là phải đánh đổi nhiều lắm, một phạt nguội hay là giao thông phạt, hai ba là khi va chạm mình sẽ không có nhường tránh qua đi gần đi, em cứ nói đuôi theo đó. Giờ biết cạn nước mưa chưa, giờ đẩy lên nó không, bậy đẩy nhẹ xuống cái rồi, cái đó là gạt sơ thôi nha, đẩy lên cái là gạt cái là buông ra, còn này là gạt là nó sẽ chậm đó nha. Các bạn cái đậu ở trong đó xe máy đi không được, còn bạn nào muốn quẹo thì các bạn có thể tranh thủ quẹo vô. Rồi xe 80B nãy giờ đi đâu, nãy giờ mới đến đây. Rồi ơi, một chị em phụ nữ đang lái luôn nè, cũng dễ thương, uống nước đó để tăng cường đỡ buồn ngủ này nọ ha, rửa mặt đó, nước khanh lạnh này nọ. Này chắc 72 quá, đúng rồi 72 ở đây. Nếu các bạn nào mà ở bên cái làng mà quẹo trái để đi thẳng á, nhiều khi mấy anh công ở sao anh bóp càng anh nổi nha, đúng cái làng của người ta là quẹo trái nó trước à, gắng chịu. Rồi, ơi mai này về sớm tranh thủ á. Thank you.
Rồi, em cứ nói đuôi đi xem. Ôi, mưa lớn luôn rồi. Lớn mà. Mưa lớn luôn. Vô trong nãy bên đâu đó. Mà đi trong. Rồi, đập ra. Đi làng trong nãy, đang đường mình đi làng trong mà. Rồi, em đập ra là. Nhớ nha các bạn, cứ đi làng này cho mình nè. Thấy không? Lúc mà đường đông giảm tốc độ, không có đập nhanh. Nhất là đường mới mua thì các bạn lưu ý. Rồi, chờ hắn lại bớt. Nhớ ánh đèn của anh ta. Rồi, bây giờ mưa lớn quá thì mình sẽ gạt mạnh hơn chút. Gạt thêm một nấc. Rồi, đúng rồi. Có thể mình gạt lấy ngón tay các bạn bật xuống nha. Rồi, em cứ giữ nó đua theo mà đi thôi. Còn mưa lớn nữa, không thấy đường nữa, mình gạt xuống nữa. Vậy thôi, còn mưa lớn mà ố kiến này nọ, mình có thể là mình sẽ sửa kiến. Và đặc biệt nữa, các bạn lưu ý giùm mình nè. Các bạn lưu ý giùm mình. Khi các bạn không để ý, các bạn thấy cái này nè, cái luồng gió nó thổi đây nè, mờ thấy không? Bạn cụp xuống cho mình nha, kéo ngang qua đó. Đó, rồi đi tiếp tục. Đó, chậm rồi. Rồi cứ nói đuôi theo. Rồi bây giờ trường hợp mà mưa lớn vậy, mình mở đèn chiếu gần luôn. Rồi mở đèn. Đúng, đúng. Rồi cứ bám theo xe 16 chỗ mình đi. Cứ bám xe một xe nào đó, đúng không? Để mình đi, chứ đừng có mình không có nên đu theo. Rồi mở xe nhanh trái giùm thầy. Rồi chậm chậm thôi. Rồi ngó bên trái. Chống thì lại ra. Lý do mình có bị vướng xe kia, khoan đạp ga nha. Rồi đi tiếp. Rồi đạp ga. Rồi đạp ga tiếp. Tắt xe nhanh giùm thầy. Tiếp tục ra. Tốt. Rồi mở lại xe nhanh phải, mình vô lại đúng cái làn này cho mình. Cho thầy. Thì mình có nói cái vụ mà mấy cái này nó hay chỉ vô kiến á, nó mờ kiến nè, các bạn thấy không? Rồi. Em cứ đi đúng. Khi nó giảm mưa thì các bạn sẽ giảm gạt. Đó. Rồi nhiều khi các bạn phải phủ rano nha. Cái tháng mưa này nên phủ rano kiến nha, để các bạn thấy đường mà đi. À, mình chưa phủ, mình mới dán. Dán có cái kiến kia không, chưa dán này. Để từ từ mình mua cái chai phủ rano để mình phủ lên cái kiến, để cho nó không động nước trên kiến. Cứ đi đúng giữa làn đường cho này. Rồi ông qua mai, ông qua hồi ông ra, ông vô. Cứ đi đúng giữa làn đường, chứ không cần phải theo ổng. Đó, thấy xe công chạy không? Rồi, ông qua mai, ông chạy cứ cực kỳ khó chịu, không chạy nữa. Đó, mình cứ đi đúng giữa đường. Giữa làn đường. Coi bên kia nó có thổi vô cái kiến bên của Tài không? Yeah. Kéo đi xuống. Kéo xuống đè xuống. Ờ đúng rồi, ok. Để em hồi này chúng nó thổi vô kiến không thấy được. Bơ luôn. Cái giữ làn đường ở đây. Còn các bạn mà thấy mưa lớn mà người ta mở đèn á, thì các bạn đi theo cái đuôi đèn của người ta. Anh cứ đi theo anh qua mai, anh thôi sẽ che chở mình. Nhớ mà đợi cứ đi vô làng trong. Cứ chậm chậm, dần nước ta. Rồi, ok. Tiếp tục nhẹ nhàng.
biệt mưa là các bạn phải giữ khoảng cách nha. Đó, mình có đèn chiếu cho xe đó ha, mình cứ đi nhớ là đừng mở đèn chiếu cực, nhớ ở đây mình có mà có dũng nước thì em phải chậm lại thôi, chăn vô xe máy người ta tội nghiệp. Các bạn thấy có đi ô tô thì nó đỡ, nắng mưa không sợ, nhưng các bạn phải cũng chạy cũng phải để ý những người xung quanh đó, nước nó xé ha. Rồi đi tiếp tục. Cái đó mà mưa lớn nữa không lấy đường nữa, các bạn bật khẩn cấp cho mình nha. Các bạn cứ đi thẳng, trên nào các bạn muốn di chuyển lên đường các bạn tắt à, tắt cái rồi đi đi thẳng lên, nghiêng cho chậm chút, tắt trước khi các bạn muốn di chuyển lên đường các bạn tắt khẩn cấp, các bạn mới bật xi nhan để tao biết, chứ bạn đợi mở khẩn cấp tao biết các bạn đi đâu nữa nha. Rồi hiện tại là hiện nay là ngày cuối tuần chủ nhật, các cái tín hiệu giao thông cái chỗ nào nó hay kẹt người ta sẽ bỏ luôn cái đèn tín hiệu là đi lưu loát luôn, hoặc là do sửa điện, dự đoán vậy thôi nha chứ mình không biết. Rồi mở xi nhan chạy. Rồi, không mình chạy từ từ thôi, từ từ. Rồi, em di chuyển nhẹ. Rồi, đạp cho nhẹ. Đó. Rồi, mở xi nhan phải. Qua làn của mình ha. Đúng rồi, chính xác, lại né cái anh Ford kia. Giảm lại. Đúng rồi, anh đi qua. Giảm nhường. Trời mưa lớn hơi tối thui nha các bạn ha. Bạn thông cảm nha. Đang đi thẳng tự nhiên hẹo qua bên trái, nguyên một anh lớn kế bên luôn, nguyên cái đầu bự cho bá lửa luôn, thấy không, nên cẩn thận. Chạm này em từ từ thôi, có gì đâu mà gấp. Rồi chạm lại, rồi tiếp tục. Nhiều xe hay chạy vô đó đúng không? Rồi, khi mà nước động nhiều quá các bạn thấy không? Động nhiều quá, bớt mưa các bạn hạ xuống. Các bạn kéo lên cái này nữa các bạn sẽ thấy rõ hơn chút, thấy không? Đó, rồi kéo lên lại cái. Kéo lên, đó nó sẽ gạt đi nước để mình đi dễ hơn. Chắc ngày mốt phải sắm một cái chai. Chai xịt á? Nano xịt vô. Cho mấy anh em dễ chạy, sợ nhất là những người anh em đi thi, cả nhà đi thi mà gặp trời mưa là tới công chuyện. Xin vào đây chụp đó. Cái nói đuôi heo là đi thôi. Xong mốt mình vô chạy không mở xe nhanh phải không mà trái chán thiệt. Rồi tiếp tục theo VinFast á.
tùy theo mọi người, khi mọi người đi nhiều thì mọi người sẽ đi cái tuyến đường đó, cái mọi người quen, mọi người phải đúc kết lại kinh nghiệm. À, tôi đi ở hướng này, tôi đi đường này nó sẽ lạ hơn đường bên kia. À, các bạn đi về gọi là cái kinh nghiệm đường trường cho các bạn. À, mình đây mình cũng chỉ lại cho các bạn, hướng dẫn cho các bạn những bạn nào chưa biết, các bạn nào đã biết rồi thôi. À, có phải là có đâu phải đi thẳng đi, đâu phải là lúc nào ai cũng biết hết đâu, phải có người biết người không biết, thì cái người không biết là học thêm, có người biết rồi thôi bỏ qua, còn cái người nào biết rồi thì cứ mạnh dạn chỉ cho những bạn khác. À, rồi họ sẽ nhanh trái để không có vô trong dưới mình phá rồi đi là lại thôi, không có qua liền, chậm thôi. Rồi chống không chống, chống thì qua rồi, đạp ga ngó thẳng về phía trước rồi đến em qua em mở xe nhanh phải lại, đúng rồi, thủ chân thẳng thủ thôi rồi tiếp tục đi rồi đạp ga nhẹ, đạp ga đó rồi chậm theo đó, tốt, ok rồi, không được gian vô kia, cứ đi nói đua theo. Nhớ nãy thầy đã dặn là đi đúng làn đường của mình trong đây, tại vì mình né anh công kia thôi, còn hạn chế vô trong nha. Rồi chừng nào anh em chạy cứng, anh em có muốn vô trong thì tính sao ha. Còn bây giờ mình hướng dẫn theo đúng trình tự cho các bạn đi, còn anh em sau này anh em cứng thì lúc đó anh em có tự do, anh em muốn làm gì làm, ở đây mình hướng dẫn thôi ha. Chứ đừng thấy bắt chước người ta đi bắt chước đi theo ha. Rồi, thôi mình cầm điện thoại mỗi tay qua để mình hướng dẫn đó, thấy ghê không? Trời ơi, nó thôi, mình cứ đi dính làng này, nó an toàn, đừng có đùa với mình lớn. Trời, anh Lào luôn kìa. Lào biển Lào, biển Campuchia gì đó. Cần 60, 61 là chạy. Không, trên kia, nãy xe khách. 61 nè. 61 này chạy nãy mỗi xe nhanh tùm lum la, máng nó hết hồn dầu. Trời lắc ơi. Rồi, bớt mưa thì giảm lại, lấy ngón tay bật lên nhẹ nè, không cần phải lấy quyền cái ngón tay, quyền cái bàn tay mình ha. Rồi, thôi mình sẽ xin kết thúc video clip đây để mình trải nghiệm đường kẹt xe vào ngày Chủ nhật, Vũng Tàu. Bạn nào kêu mình đừng có bổ túc Vũng Tàu nha, Chủ nhật. Đông vui lắm. Đông, nhưng mà không được vui, buồn ngủ lắm. Mỗi chừng lắm nha. À, rồi mới có như đây rồi, còn một đoạn đường dài nữa. Trời ơi, nó kẹt từ đây đến đến ngay chỗ mà đường vô cao tốc luôn nha mọi người. Và đặc biệt nha, mình nói ra đây luôn, nếu mà kẹt trên ngay chỗ dòng xuyến cao tốc vô thì các bạn có thể đi cái hướng vô Nhân Trạch, các bạn đi vô trạm thu phí ra lại cao tốc, thì lúc này các bạn sẽ bị tốn phí thêm hai lần. Một là vô Nhân Trạch các bạn sẽ tốn 34.000, rồi khi ra 34.000 xong, thu phí xong, các bạn đi ra cao tốc các bạn bị thu phí thêm 29.000 nữa, lụm lúa. Chứ không phải là đi vô Nhân Trạch là bạn mua một lần 34.000 là bạn đi luôn đâu nha. Đó, là trước mình có đã hy sinh rồi, mình đã làm clip cho các bạn rồi, cẩn thận vấn đề này. Nhưng mà bù lại nếu mà bên đó không kẹt xe thì mình chấp nhận mình đi làm bên đó, ok, chấp nhận mình sẽ đi vô đó. Còn nếu mà có kẹt xe chung thôi mình sẽ đi chung luôn. Rồi bye bye mọi người nha, chúc mọi người có những trải nghiệm tốt, lái xe an toàn trên mọi nẻo đường. Rồi hẹn mọi người vào những video clip sau. Bạn nào đã coi kênh mình, bạn nào chưa đăng ký cho mình một lượt đăng ký kênh, rồi bật chuông thông báo để đón xem những cái video clip mới ra nữa của mình. Còn bạn nào đã đăng ký với mình bữa giờ bổ túc tay lái, bạn cố gắng đợi mình nha, mình đang sắp xếp cho các bạn, sắp xếp để hướng dẫn cho các bạn tập. Lý do nhiều khi lượng học viên đông quá, đăng ký mình hoài thì mình sẽ bị ứ động, mình không giải quyết hết được, các bạn cũng thông cảm. Hoặc các bạn mình đang chạy hướng dẫn lái xe thì mình không thể trả lời tin nhắn cho các bạn được, các bạn cũng thông cảm như mình nha. Thì các bạn hạn chế nhắn tin qua em SMS nha, các bạn cứ nhắn qua bên Zalo cho mình, có đề cập trong cái phần mô tả, rồi mình sẽ trả lời cho các bạn. Các bạn cũng thấy hơi lâu chút xíu, các bạn đừng có giận mình nha. Đó, kèm các bạn liên tục đường này sao mà dám bỏ bê ngồi nhắn tin, chỉ cầm máy quay thôi, một tay phải xử lý cái vô lăng nữa.
À, mới mua qua lần là đẹp rồi thấy không? Rồi, chào tạm biệt mọi người nha. Đây số điện thoại của mình nha. Các bạn cứ kết bạn Zalo để mà vô cái bạn nào đặc biệt nữa nha. Các bạn nào cứ tìm hiểu tham khảo gì các bạn cứ comment vô thì mình sẽ trả lời cho bạn nếu mình thấy được tin nhắn hoặc là mình có thời gian mình sẽ trả lời. Có nhiều bạn hỏi rồi đồ này đồ nọ này kia ha, mình cũng trả lời cho bạn luôn. Đó, rồi bye bye mọi người nha.